Vâng, chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái Xem. Vâng, thì video sẽ chỉ chia sẻ cho những anh em có đam mê về bộ ngoại lá và những anh em chưa biết. Còn những anh em đã biết hay là những anh em thầy thợ thì thấy không chia sẻ. Thì nói về lá thì khó không khó, dễ không dễ. Có nghĩa là khó cho những anh em không có sự quyết tâm, không có sự kiên trì. Dễ có nghĩa là dễ cho những anh em có sự quyết tâm, họ có sự kiên trì, họ tập luyện, họ mới thành công. Bài lá nó chỉ có 4 kỹ năng thôi, sao sắp trẻ chia. Anh em luyện được 4 kỹ năng này thì anh em chơi cái gì cũng được hết. Rồi bây giờ mình sẽ đánh 4 kỹ năng đó cho các bạn xem. Thế đây là một bài bình thường nha, bình thường. Mình sẽ dùng kỹ năng săn bài hoặc là trẻ bài. Đơn giản thôi. Mình chỉ tè trẻ mình thấy là được rồi bạn. Mình tách bài này. Anh em thấy. Rồi bây giờ thấy gì? Cây đầm, cây gì? Cây 7, cây 10. Đó, anh em muốn lấy đi. Rồi bây giờ mình lấy cây 10 nè, cây bài 8 nè. Để đấy nè. Đó, trẻ nè. Thì ở dưới đáy này là có cái cây 8, ở trên này có cây 10. Bây giờ mình muốn lấy cái tay hoặc lấy ách thì mình chỉ săn thêm các bạn. Nè, ách nè, đó. Rồi bây giờ mình trẻ trên đây, giữ 4 lá các bạn. Đó. Thì bây giờ bài nó sẽ nằm như thế này. 10, 8 và ách. Đó, bây giờ mình chỉ việc sao thôi. Sao cắt 1, 2, 3, đập xuống, sao giả vài cái. Rồi bây giờ mình để xuống mình cảm nhận nè. Cắt. Rồi mình sẽ lấy được nè. Đó. Thấy không? Đó. Rồi đây là kỹ năng săn bài. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này. Mình sử dụng kỹ thuật là xào bài. Có nghĩa là xào nó có 3 cái. Xào sắp, xào công thức và chớp. Bây giờ mình sẽ xào công thức. Có nghĩa là vị trí 1, 2, 3. Mình sẽ xào 2, 4, 3 là xào xuống 1, 2. Đập xuống kẹp ở trên dưới là 1, 2, 3, 4. Đập xuống kẹp 1, 2, 3. Đó, mình xào giả nè. Đó. Rồi mình để xuống nè. Cắt. Cảm nhận nghe. Đó. Nghe không? Đó. Rồi tiếp theo là bây giờ mình sử dụng kỹ thuật xào sắp, có nghĩa là để đây. Rồi mình xào nè. Xong. Đó. Để xuống nè. Cắt. Nghe. Đó. Rồi bây giờ kỹ thuật chớp bài nè, có nghĩa là mình xào mình phải ngó nghe. À, có nghĩa là bây giờ mình cắt bài mình xào nè. Dù cái lá này mình cần lấy, mình lách lên thấy 2, 3, 3, 4, 5, hay là 7 phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Vậy thì bây giờ 7 nút rồi. Thì mình lấy 7 nút luôn. Để xuống nè. Cắt ra. Đúng 7 nút. Đó. Ok, nè. Đó là kỹ thuật xào bài. Rồi bây giờ mình muốn lấy cái gì trên đây? Đây, đây. Rồi bây giờ anh em thấy. Muốn lấy một cái liên. Có nghĩa là 8, 7 và 6. 8, 7 và 6 vị trí 1. Đây. 1. Ấy quên, 8, 9 và 7. 3, 2, 3 và 9. 2, 3 và 9 nha. À. Rồi bây giờ sao thế? À. Để xuống nè. 2, 3 và 9 có nghĩa là mình truyền mình lấy 1. À, 2. Cái thứ 3 nè. Đó. Thì mình chia xuống đây. Tiếp tục nè. Tiếp tục nè. Đó. Đây. Thì 2, 3 và 9 mình sẽ lấy được. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ thuật chia hạ, có nghĩa là mình sao bài thôi. Đó. Để xuống thôi, mình cắt nó. Để chia hạ thì mình lấy được 3 lá này. Đó. À, sao lộn nè. Đó. Đây, như thế này. Rồi mình cầm bài, mình bỏ xuống thế nè. 1. Đây, mình sẽ lấy nè. Thì xào bài có, trẻ bài có, sắp bài lên có, và chia bài có. Nói chuyện có bao nhiêu đó thôi. Còn bây giờ muốn chia hạ cái đấy có nghĩa là đây. Bây giờ ba lá này mình bỏ đây. Mình lấy một lá này mình úp lên đây. Rồi mình chỉ tách nhẹ ra. Thì mình sẽ lấy là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đây. Đó. Chia hạ cái đấy. Rất đơn giản bạn. Đó. Thì trong bài lá nó chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn. Sao sắp và trẻ chia. Đó.
Một cái điều quan trọng đó là chúng ta phải cảm nhận để chúng ta lấy được cái quân bài chúng ta cần lấy. Có nghĩa là bây giờ một bài bình thường như thế này nha, mở thêm bình thường nha. Rồi mình kết xuống là đó, mình sẽ bỏ cho bạn một lá này nè, đây đó. Đây là lá 10. Đây, mình gọi đây đó, đây. Đây kết triệt nha đó. Mình có thể vuốt như này đó, rồi nẻ xuống. Mình muốn lấy lá 10 này, mình phải cảm nhận mình cắt làm sao mà lá 10 này nó phải ngay thì mình mới lấy được nha. Mình không lấy được là thua đó. Đây có thể bình thường không đó. Chúng ta phải cảm nhận được chúng ta mới lấy được đó. Rồi bây giờ mình để này đó. Mình sẽ cắt bài này, cắt bài này mà thêm đó, chơi vô trong cái giữa này. Ok chưa? Để xuống nè. Mình cắt nhẹ một cái nè. Cắt nhẹ một cái nè. Là mình lấy được nè. Đó. Rồi, đây là những gì mà thầy muốn chia sẻ cho những anh em muốn tập luyện thành công về bộ môn này. Thầy đào tạo rất là nhiều anh em. Việt Nam có, nước ngoài có, từ Nam vào Bắc đều có hết. Và những anh em đã thành công, họ là những người họ có sự kiên trì, họ có sự quyết tâm, họ có thời gian luyện, họ mới thành công. Anh em nào muốn học thì các bạn nhớ luôn 0849 648 649. Thầy dạy bao ra nghề. Rồi, chào tất cả các anh em nha.